Lampard sút 120, Partey sút 116. Trời, chỉ số Partey đấy. Được bút tin Chelsea nữa. So với Lampard xem sao. Partey chỉ có 24 lương thôi. Theo đánh giá của mình thì Partey cộng 5 thì cũng không khác gì so với lại Partey mùa thường mà cộng cao, con NHD mà cộng cao lên thì nó cũng chả khác gì. Nhưng đó là đánh giá về gọi là cưỡi ngựa xem hoa, nhìn chỉ số đoán chương trình thôi. Còn vào game nó như thế nào thì chưa từng đá Partey Icon. Trời, chỉ số thủ đỏ lét luôn. 122 dê bóng, thủ 121 và thể chất 125. Đánh nhau này, Lampard văng là cái chắc. Uê. Ghê quá. Phôi đập Partey thì chắc là độ độ Partey là lương lương 24. Phôi đập Partey chắc độ khoảng 4 con Johan Cruyff hoặc là 3 con. Rồi thêm số con khác vào. Anh em nào muốn xem cài đặt húp với các thứ thì anh em có thể xem ở đây. Hình ảnh thì hiện tại mình đang đá cái màn hình 21:9, thành ra là nó sẽ vào trận, mình sẽ để nó cắt đi một chút. Anh em xem nó rộng hơn, à, quên, nó to hơn chứ. Nó không rộng hơn, nó to hơn. Cấu hình AI thấp, bóng bổng, bật cái này tắt đi. Đẩy bóng dài. Ok, đẩy bóng dài cũng được. Với mình là người đá tay cầm thì đẩy bóng dài nó cũng có đôi chút tác dụng, nhưng mà nó khá mơ hồ, nó cũng không rõ ràng. Partey cộng 5 kìa. Trời. Torres đâu ạ? Người ta cứ bảo là Torres có một sự nghiệp đáng quên, những năm tháng đáng quên ở Chelsea, nhưng có phải đâu. Anh ấy vẫn có một cúp C2, một cúp C1. Rồi, ta cứ cầm Partey ta đi lùa thôi. Đợi bạn nói gì mà. Một cây làm chẳng nên non, nhưng mà cây này là cây to, cho nên là thôi, làm được đến đâu làm vậy. Kính mời các tiểu phu. Lô tút kẹt. Partey. Ôi không được. Anh pass hay tránh anh ơi. Partey Partey thì NHD vẫn hay hơn TT bạn ơi. Nhưng mà hiện tại thì anh em búp mùa TT nhiều hơn. Bởi vì chung quy lại thì mùa TT nó nhiều con khác hay hơn. Đợt trước nhà tôi bán Xbox nó bon quá, tôi phải chuyển sang tôi đá đua sốc. Hàng tồn nó nhiều. Bây giờ bán đua sốc nó lại bon hơn. Thế là lại chuyển sang đá Xbox. El Nino nhiều nơi có một số tài liệu thì dịch đấy là cơn bão. Một số nơi thì lại bảo đấy là sự phi thường. Lampard đóng mu mà nó lại xoáy má kìa. Đóng quả mu trong mà nó lại xoáy má ngoài. Mới đầu đá tay cầm có khó không? Mới đầu thì cái gì cũng khó bạn. Mới đầu bạn đá phím thì cũng khó mà. Con T4W dùng tốt á, anh em, giá nó rẻ. El Nino lại đứa trẻ. Đấy. Mình cũng đang suy nghĩ xem là con CB nào có thể đá cùng Văn Đại. Bởi vì cái Team of the Year đấy là do người chơi vote nhá. Người chơi FIFA vote chứ không phải là nhà báo hay là cái gì cả. Nó không giống cái giải FIFA.
Cho nên những con nào mà có giá trị sử dụng cao ấy, thì thường nó lại sẽ có thẻ chứ không phải là xét từ những cái cuộc bình chọn của FIFA đâu. Berti bóng bóng nhìn chả thấy đầu. Đây rồi, Viết Tuấn đây rồi. Chuẩn đúng không? Anh đoán chuẩn đúng không? Nhưng mà em làm team này khá là kỳ công ấy. Ai cũng khen. Nãy giờ trên kênh, ai cũng khen. Team Bồ Đào Nha CM có William Các Văn Hồ, có Danilo Pereira. Tiền vệ cánh thì có con Guerrero ấy, cho chính cậu ấy. Nhưng mà vấn đề là sau một vài cái quả như vừa rồi thì có thể là người ta ghét, người ta không bình chọn nữa. Không có ai chê tiền cả. Làm bóng đá cũng là làm kinh tế mà. Thế Matic, Matic đá CB hay ấy. Chả hữu quang nhá. Quá đáng gì. Nói với Arsenal là Zlatan không thử việc ấy, câu chuyện đấy thực ra nó là do người đại diện Raiola thôi. Được đá cho Arsenal là ngon, anh ta cũng muốn đá ấy chứ. Thứ nhất là Ibra rất tự tin, không muốn là người ra đi thất bại, cũng đi theo con đường của mấy huyền thoại Hà Lan. Súng ống như mình thì buồn thì buồn ít thôi mà nên lo. Dặn người yêu tránh xa mấy thằng Ấn Độ thôi. Nói thế thôi chứ còn đi du học mà lo cho tương lai các thứ thì quá tốt. Nhiều người không có điều kiện để mà đi thôi, còn đi là tốt. TC thì mình không rõ, mình không có đá con PK mùa TC, mình không có đá hết được. Nhưng mà PK mùa hot thì ngon. Team Chelsea đánh đầu như bom vậy. Là kiếm tiền hay là sự nghiệp ở so với học ở Việt Nam. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ có cái gì đấy mà các bạn cảm thấy nó xứng đáng hơn khi mà các bạn bỏ công ra, bỏ công bỏ tiền ra mà đi. Và tất nhiên là phải học, sang đấy để học. Ơ, đội bạn thoát rồi. Dạo này có cái chương trình kiểu như là làm lại của hỏi xoay đáp xoay, đổi thành hỏi xiên đáp xẹo. Cũng vẫn là anh Đinh Tiến Dũng với lại anh Xuân Bắc. Chương trình này thì mình thấy là về từ ngữ thì nó thoải mái hơn so với chương trình hỏi xoay đáp xoay. Dạ, hai anh ấy nói có vẻ là nó cũng trực diện vấn đề hơn và nó dùng những cái từ nó mạnh hơn. Và với anh em mình nghe thì nó hợp tai hơn. Không biết các bạn xem chưa. Và cũng có nhiều những cái quan điểm rất là vui và hay. Đấy, tức là người ta dẫn dắt từ những cái nó rất là xa, nó đi về gần. Sau đấy thì chính là việc nghe nhiều ấy, và xem phim, xem những cái bộ phim nghệ thuật ấy, thì nó cũng giúp cho các bạn nhiều về mặt chém gió, nói chuyện nó cũng hay hơn. Cam đá De Bruyne hay Pogba, nó tùy bạn ơi. Quan trọng bạn có bao nhiêu tiền. Ví dụ như bây giờ tầm 4 tỷ đi, 4 tỷ bạn mua con Pogba gà rán cộng 5 mà toàn hàng quốc dân thì cái bộ chỉ số của nó cũng sẽ loanh quanh khoảng 105. Thì những cái team full TT cộng 5 đấy, đá nó mạnh hơn team này chứ. Nó sẽ mạnh hơn. Thế nhưng mà team Chelsea, team... Berti đá hay quá. Có điều là hiện tại anh đang phải đảm nhiệm cái nhiệm vụ phòng ngự ở tuyến dưới nên là anh không có thể hiện được nhiều tuyến trên. Hay lắm. Đội bạn đang né bờ tí. Không né đâu. Đường truyền dành cho Torres. Hay Rudiger.
Bữa tới mà nếu mà lắp được thì tôi lắp tiếp cái mạng VNVT, tôi review cho anh em xem có gì đâu. Ôi chết mẹ rồi, đội bạn đã hay quá. Đã hay, đã hay. Dê quả hay quá. Ơ tí. Đúng là icon cộng 5 mối khác, đóng quả bóng. No hope cho thủ môn luôn. Đóng quả đấy thì thôi nhá. Con Bran này tạt hay thật. Seva. Seva truyền Torres. Hay quá. Bộ đôi phối hợp khá tốt. Lampard này. Bảy TS hay hot hot bạn ơi. Bảy TS nó limit mà. Mấy con limit mua làm gì nữa. CR7 thì nó vẫn là con miễn nhiễm gameplay đây. Đá kiểu gì chẳng được. CR7 thuộc loại dễ đá nhất. Mà game này dễ đá nhất là Gullit. Chào Ngọc nhá, Ngọc test luôn cho anh xem nó có giật nữa không em. Tóm lại để... Bây giờ các bạn năm gần nhất xem SEA Games đúng không? Việt Nam mình đá đâu có đẹp đâu. Nhưng mà có sao, khi mà chúng ta vô địch, chúng ta giành chiến thắng ấy. Má, Torres sút quả đấy lại nhẹ. Gullit. Ôi, thằng Neuer. Bóng bay lại trúng đầu Ramos rồi. Hay thế nhờ. Chặn sút như thế nào đều rất là chuẩn. Mua Messi là mua mùa gì chứ. Messi mùa nào chẳng hay. Seva. À, Seva vừa cosplay Eto. À, Peter Smeichel bắt hay hơn so với Van der Sar. Vừa tí đá ghê Ngọc ơi. Icon cộng 5 mà team Chelsea nữa em. Khỏe vãi nồi. Thủ môn mà thuộc dạng toàn diện nhất thì... cũng là Neuer luôn. Người thứ hai được gọi là toàn diện thì mình nghĩ là check. Pogba với Vieira thì ai ca ngon hơn? Pogba gà rán với Vieira hot đấy hả? Nếu mà so cộng 1 thì thằng Vieira hơn nhé. Bóng đến thỏ chân chuẩn. Bơ tí. Chả cần đà đéo gì cả. Anh đứng anh quăng luôn mà anh còn chẳng nhìn vào gôn luôn chứ. Không thèm nhìn vào gôn. Quăng bừa cái. Lỗi tiếp. Kìa. Ôi.
Đội bạn vừa thể hiện sức khỏe phi thường. Học FIFA không cần sách bút đâu bạn. Không lỗi. Trận này trọng tài búp hơi lộ anh ơi. Tuột dây tay cầm. Rudiger hậu dở Matic nhiều. ST Team Pháp Hungary. Trời hôm nay lắm muỗi. Rồi, đá phạt không phải nghề của bơ tí à. Không vào hơi phí. Thắng đều là của dô béo. Ui, bắt được. Giữa Giroud cộng 5 với cụ cộng 5 anh chọn ai? Trường hợp cùng giá tiền đương nhiên Giroud nhá. À, Giroud nhá. Giroud mà Giroud thì chết. Bắt được à? Bắt được nữa không? Vẫn bắt được. Giỏi thật. Pertit thì mùa thường thì anh vẫn tin tưởng NHD, trừ việc là búp tim thôi. Búp tim ca lâu thì mới phải đổi mùa, chứ còn không thì Pertit NHD thôi. Hai.